xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Ma Vật. Như mọi người cũng đã biết thì trong lĩnh vực kho vận cũng như là logistics thì việc trang bị cho mình những chiếc tem để dán lên thùng hàng là một điều vô cùng cần thiết. Và để trang bị những chiếc tem đó một cách chủ động và hiệu quả hơn thì việc sắm cho mình một chiếc máy in tem mã vạch là một điều không thể thiếu. Và hôm nay em sẽ giới thiệu đến mọi người một dòng máy in tem dán thùng có hiệu suất in ấn ổn định cũng như là chi phí tiết kiệm đầu tư, có model là ZD230. Thì hôm nay mọi người hãy cùng em đi vào khám phá dòng máy này nhé. Và trên bàn của em hiện tại đó là chiếc máy in tem dán thùng. Mọi người có thể thấy ở đây đó là dòng máy ZD230. Chiếc máy này có màu sắc xám đen hiện đại và kích thước khá là nhỏ gọn, phù hợp với mọi không gian. Và đây là bản tiêu chuẩn, cho nên là hãng trang bị cho chúng ta chỉ một cổng kết nối, đó là USB, mọi người có thể thấy ở đây. Và đây là cổng nguồn của máy. Và tiếp theo bên trên máy thì hãng trang bị cho chúng ta hai nút bấm để hỗ trợ trong quá trình vận hành. Và đây là hai gàm để giúp ta thao tác mở máy. Và tiếp theo thì em sẽ cùng mọi người đi vào khám phá bên trong của chiếc máy này nha. Và như mọi người thấy ở đây, đây là hộp đựng giấy. Hộp này thì chứa được cuộn giấy tối đa là 50m. Và đây là trục chứa mực, cuộn mực tối đa là 300m. Đây là trục thu mực. Và tiếp theo đến với bộ phận quan trọng nhất của chiếc máy, đó là đầu in. Thì hãng trang bị cho dòng máy này là có độ phân giải là 203 dpi và độ động in là 104mm và tốc độ in tối đa là 152mm trên giây, và có bộ nhớ là 128MB flash và 128 RAM. Và ngoài ra thì máy còn trang bị một con cảm biến và đây là trục ruler. Và như mọi người đã biết trước đó thì in tem dán thùng thường là in hai chất liệu tem, đó là đề can thường và PVC. Thì chiếc máy này chinh phục được hai chất liệu tem trên. Và vừa rồi em đã cùng mọi người đi sơ qua về đặc điểm cũng như là tính năng của dòng máy. Thì không để mọi người đợi lâu nữa, em sẽ cùng mọi người đi vào in test xem chất liệu của dòng máy ZD230 này nha. Thì bây giờ ở đây em đã thiết kế sẵn mẫu tem dán thùng hàng để em thử trên con máy ZD230 này. Bây giờ mọi người hãy cùng em xem chất lượng in tem của chiếc máy này ra sao nha. Em sẽ làm lệnh in. Em in thử 10 con nha mọi người. Mình có thể quan sát tốc độ in của máy cũng như là chất lượng tem in. Máy này thì in mã vạch, mã QR và cả thông tin chữ đều rất là ổn định và rất là rõ nét. Với cái độ sắc nét như thế này thì có thể đáp ứng được cho mọi người quản lý thùng hàng của mình ra vào một cách tối ưu và hiệu quả nhất. Và khi mua hàng tại công ty Thế Giới Ma Vật thì chúng em sẽ tặng mọi người một phần mềm thiết kế tem nhãn đi kèm để cho mọi người tùy chỉnh nội dung trên tem theo ý thích cũng như là nhu cầu của mọi người hơn. Và nếu như còn thắc mắc gì về máy cũng như là cần bên em tư vấn kỹ hơn thì mọi người hãy liên hệ tới công ty Thế Giới Ma Vật để chúng em được hỗ trợ kịp thời. Cũng như là chất lượng in tem của dòng máy này. Và nếu như mọi người có thắc mắc gì về máy ZD230 cũng như là cần tư vấn thêm về giấy mực thì hãy liên hệ với Thế Giới Ma Vật qua số hotline 1900 3438 hoặc là website thegioimavat.com để chúng em được hỗ trợ mọi người kịp thời nha. Và nếu thấy video này hay và hữu ích, mọi người hãy cho em xin một like và một subscribe. Cảm ơn mọi người và hẹn mọi người ở những video tiếp theo.